Rồi, em xin nhắc lại ha. Như vậy là Quý cô sẽ bốc thăm một câu hỏi và đưa cho em đọc để em đọc trên cái nền nhạc rap nha. Và Quý cô sẽ trả lời, em đếm 5 giây Quý cô trả lời nha. Quý cô cũng cố gắng trả lời trên nền nhạc rap cho nó sôi động nha. Sẵn sàng nhá. Từ quyết định cơ hôm nay là cực thi đố vui có thưởng, đố vui có thưởng. Trước tiên xin mời sự xuất hiện. Trước tiên xin mời cô Yến Ly bóc câu hỏi của mình. Câu hỏi của cô nó có nội dung như sau: cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì? 5, 4, 3, 2, 1. Dạ, em xin trả lời là hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Hội hiệp phụ nữ Việt Nam là đáp án chính xác. Xin mời cô đứng lại. Tiếp theo là cô Thanh Thư. Cô Thanh Thư bốc câu hỏi của mình. Câu hỏi của cô Thanh Thư có nội dung như sau. Cô chú ý lắng nghe. Một đàn nai 25 xong chạy lên non, bắn cái rập chết một con. Còn mấy con? Còn một con. Còn một con là đáp án không chính xác. Đây em xin giải thích lại nè. Dạ. Câu hỏi của cô: một đàn nai hâm là một đàn 52, bắt một con còn 51 con. Xin mời cô vui lòng. Câu tiếp theo mời cô Bích Mỹ. Câu hỏi của cô có nội dung như sau. Cô chú ý lắng nghe. Khi một cầu thủ đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu? 5, 4, 3, 2, 1. Oh.
là con gà. Gà đực. Gà con. Gà con. Ai? Bực ơi, đáp án gà con là đáp án chính xác. Xin chúc mừng cô. Ai cũng trả lời được cái chơi quà này cho không đủ. Tiếp theo xin mời cô Toàn. Cô Toàn đến từ tổ ngữ văn. Câu hỏi của cô Toàn. Câu hỏi của cô Toàn có nội dung như sau. Mời cô chú ý lắng nghe. Cái gì đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng? Câu hỏi của tôi chính trả lời là: cái gì đi cũng nằm, đứng cũng nằm, ngồi cũng nằm, mà nằm cũng đứng? Đó là cái bàn chân. Vâng, người ta chính xác. Xin chúc mừng cô Toàn. Cô Toàn quả là điệu nghệ. Cô đã trả lời theo điệu nhạc. Tiếp theo là câu hỏi của cô Tao Ly. Câu hỏi của cô có nội dung như sau. Cô chú ý lắng nghe. Xã đông dân nhất là xã nào? Xin lỗi. Xã đông nhất là xã nào? Đông. Ơn thợ là bán chính xác. Chúc mừng cô. Tiếp theo mời cô Kim Long. Cô Kim Long đến từ tổ sinh. Câu hỏi của cô có nội dung như sau. Hơi dài, cô chú ý lắng nghe. Bạn có thể kể ra 3 ngày liên tiếp mà không có tên là ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày chủ nhật? Được, vâng, xin chúc mừng cô và cô lại. Vâng,
cô có nội dung như sau, rất ngắn gọn, nhưng cô chú ý lắng nghe. Con gì giống con chó nhất? Câu hỏi của cô Tuyết có nội dung như sau, tìm điểm sai trong câu hát sau đây. Dưới ánh nắng sương lung linh, triệu cành hồng khoe sắc thắm, sai ở chỗ nào? Thầy làm một hồi phải bù đắp cho phần quà đây, ban tổ chức cứu quà đây là. Xin trân trọng mời cô Võ Thị Mỹ Hồng lên.